Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, hôm qua 17 tháng 7, Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ và Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo cùng trường phổ thông Thái Bình Dương đã khởi động chuyến xe yêu thương, và ngay trong chiều qua thì chuyến xe yêu thương đầu tiên đã đến với bà con hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly phong tỏa ở phường Cái Khế, phường Thái Bình, quận Ninh Kiều. Chuyến xe yêu thương mang thông điệp đến những nơi cần là những trường hợp chủ yếu ở khu vực cách ly phong tỏa, học sinh sinh viên, đoàn viên công đoàn trong ngành gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh đang diễn biến tiêu cực trên địa bàn. Ngay trong ngày 17 tháng 7, những món hàng hóa dược phẩm đầy ắp nghĩa tình của các mạnh thường quân nhà hảo tâm đã được chuyển về ban tổ chức chuyến xe. Cụ thể, trong điều kiện khó khăn về sản xuất kinh doanh do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, những tấn bắp mang đậm tình tương thân tương ái của hợp tác xã Thân Thiện ở quận Thốt Nốt được chuyển đến để hưởng ứng cùng chương trình. Trên chuyến xe này thì bên chuyến xe yêu thương là mua của hợp tác xã là 1 tấn bắp, vận chuyển xuống đây nữa là chi phí là 4 triệu, còn bên hợp tác xã hỗ trợ riêng về chuyến xe yêu thương này là 3 tấn hàng riêng. Thì nói chung là cũng góp một phần nhỏ để chung tay để cho bà con được một cái niềm vui, để hưởng ứng mạnh tinh thần lên đặng mà cố gắng vượt qua cái đại dịch này. Ngay trong cuối giờ chiều ngày 17 tháng 7, sau khi sắp xếp xong gần 140 phần quà gồm gạo, bắp, nhu yếu phẩm khác, chuyến xe yêu thương đã khởi hành ngay đến các khu vực phong tỏa cách ly ở nhà lồng số 3 chợ Cái Khế, khu Tây Nam, phường Cái Khế, và hẻm 85 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình. Thông qua lực lượng đoàn viên thanh niên tại các cái địa phương, các cái công đoàn cơ sở của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và qua đó chúng ta sẽ nắm bắt được chính xác cái đối tượng, các cái đối tượng mà chúng ta cần phải hỗ trợ. Và đặc biệt là phương châm của chương trình là đi tận nơi và trao tận tay. Chúng ta xuống đến tận nơi, chúng ta gửi gắm, chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ, và sau đó chúng ta sẽ nhờ các cái tổ cộng đồng này, rồi chúng ta nhờ các cái lực lượng này gửi đến tận tay bà con. Lực lượng đoàn thể và chức năng của phường hỗ trợ là mua các nhu yếu phẩm, mua dùm cho các hộ dân mà trong cái khu phong tỏa. Và hôm nay thì là có chương trình chuyến xe yêu thương đó, cùng với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa là hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa. Thì nhận được tin thì địa phương rất là phấn khởi để có được cái sự chung tay của cộng đồng để mà góp sức cho những bà con mà có hoàn cảnh khó khăn ở trong khu vực phong tỏa. Trong ngày hôm nay 18 tháng 7, chuyến xe yêu thương tiếp tục đến với gần 190 trường hợp khó khăn ở quận Bình Thủy và dự kiến duy trì đến hết tháng 7 năm 2021. Đêm ngày 17 tháng 7, ban tổ chức đã tiếp nhận thêm 4 tấn rau củ. Ngày thứ ba, 20 tháng 7, sẽ nhận thêm 4 tấn rau củ từ bà con huyện Vĩnh Thạnh. Cùng với hỗ trợ các trường hợp khó khăn, chuyến xe còn đang thiết thực góp phần tiêu thụ nông sản của bà con trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, ban tổ chức sẽ liên hệ các đơn vị, cụ thể như Hội Nông dân thành phố, để có thể hỗ trợ những bà con nông dân đang gặp khó về đầu ra nông sản giai đoạn này.